Kính chào quý vị. Hôm nay có cái gốc nha đam bự chia sẻ cho quý vị nè. Cây nha đam mà mình cắt mình hạ gốc cái mình chưa có trồng. Mình để ở trong mát cả tháng này. Cho quý vị cùng xem nha. Cái này nó khô luôn nè. Đó, thấy nó cắt khô không? Để xịt ra con. Qua đây đứng nè. Rồi. Chắc nó khô luôn rồi, cái ngọn này quý vị cho coi, cái ngọn tươi đó, cái cây tươi thấy không, nó muốn mọc mình để vậy cái nó cong lên luôn. Đúng là chưa có cái cây nào mà nó dễ sống như cái cây như vậy á. Mình cắt mình bỏ rồi, cái này giặt cái lá dưới nè, lá dưới nó giặt mà nó đè lâu quá nó giặt nghe quý vị, tính cắt trồng mà chưa có trồng nè, giặt hư rồi. Cái này chắc mình để mình dựng lên đó không, nó hơi cong cong nha, cong vậy chứ mình trồng hồi là nó ngổng lên lại nha, nó đứng lên lại à, mình trồng là cái ngọn nó thẳng lên nè. Thôi cây này mình chưa trồng cái gì. Rồi mình để khoảng hôm nay là ngày 19 tháng 10 đi. Mình để 10 ngày sau rồi ai mua nguyên cây này mình sẽ đóng thùng mình gửi cho. Coi thử cái thùng này vừa không biết. Đây, đây coi. Thùng này cũng không có vừa nổi nữa. Nó hơi khó khăn lắm vậy ơi. Rồi tính có cái cây này mình cứ bán nguyên cái cây bự luôn cho quý vị, mà thôi hơi khó khăn quá đó. Rồi con nãy giờ nó ăn nha đam lia liệng luôn nè, cho nó ăn ít thôi, cây nhỏ ăn nhiều quá cũng không tốt. Tính bán không bán, bữa nay cắt thử bụi nha, các bạn em. Con này cho. Cắt thì lúc nào cũng cắt nha đam thì dễ rồi phải không? Mình cắt một một con nè. Một gốc cái mình xé ra thôi. Dù nó nằm ở dưới gốc cây thì mình xé ra. Hôm trước cái này mình để lâu quá rồi nó muốn tóp rồi. Rồi cắt cái bạn này đi. Không đó mình thấy có người hỏi nha đam Mỹ này khác với nha đam Thái như thế nào mình cũng không biết, thấy có trên mạng nó chỉ là cũng nhiều anh chỉ là cái nha đam Thái cái mặt trong này nó hơi lõm vô em, còn nha đam Mỹ thì nó cong ra vậy thì vậy thôi, mình cũng còn không phân biệt được. Nói chung là hai cái Mỹ Thái gì cái nào nó cũng bự á, thì cái này cái gốc nó vậy đó, mình cắt lâu rồi mà mình để vậy nó cũng còn nguyên ăn. Rồi tính gửi đóng cái thùng mà không được, không khó khăn lắm. Thì hôm nay mình cũng sẽ đóng cái thùng gửi đi cho một bạn ở miền Bắc. Miền Bắc hay sao hả? Bạn này nó mua có 4 cây à. Từ Long An mà gửi ra tới 4 cây. 4 cây thì mình phải gửi do bạn kêu thì đắt nhỏ quá gửi cho 4 cây thôi, thì mình sẽ gửi cho 4 cây lớn lớn xíu, nhưng mà mình nói trước nha, mấy cây này là mình cắt mình để trong mát lâu rồi đó. Thì nó bắt đầu những cái lá này bắt đầu héo, nhưng mà khi trồng lại thì nó sẽ tốt lên thôi nè. Cây nha đam mà mình cắt mình bỏ trong mát một tháng trời là rễ nó bắt đầu ra này hay gì nè. Thấy không, hay không? Rồi hôm nay mình sẽ đóng gói nha, bán nhà đang giống người ta bán cũng nhỏ 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 thôi à, cũng một gang con này nè, thấy không, mình gỡ luôn 4 cây bự như thế này đó. Rồi đứng ra con, rồi đây đứng ra cho lấy cái thùng rồi. Hãy
này ở đâu, ở Yên Bái vậy đây, quên rồi. Yên Bái hay là Bắc Ninh gì đây, quên cái địa chỉ mất tiêu, lát coi lại. Đây còn ít thôi, đây. Rồi bỏ vô. Có bốn cây à, bốn cây này, bốn cây như vậy nè. Bốn cây làm có hai lớp à, hai lớp thôi. Một hai, một lớp dưới mà nó muốn nữa thằng anh. Đây con, đây đây, đừng có nó phát luôn á. Đây. Ôi thành lập xin lỗi quý vị nha, con còn khóa quá. Rồi để con đứng ra con. Rồi đây để cho ấy cho. Rồi. Nè tim á. Nó hơi héo héo rồi, về mình trồng là nó tốt nha. Mình trồng những cái cây như thế này thì nó nhanh nhanh lớn. Nhanh ăn nè, có bốn cây, bốn cây thì mình cắt mình để trên một tháng rồi đó nè. Ở vậy bốn cây một thùng đó, rồi bốc hút bỏ qua đây. Nha Đam thì có cái giai đoạn cách đây mấy năm là ở dưới chỗ quê mình nè, là ai cũng rộ lên cái phong trào trồng Nha Đam nghe. Mình nói trước cho mấy bạn mà muốn mua đó, ai cũng rộ lên phong trào trồng trồng riết, cho bây giờ nhiều người không ăn, nó nhổ hết bỏ. Cũng thấy ai cũng trồng nó tốt tốt, nhiều người ăn không được, hay nhiều người làm biến cắt nấu, rồi bây giờ bắt đầu bỏ. Quý vị nào muốn thật sự nhà mình có nhu cầu thì em mua nha. Nha Đam thì mình bị trùng ngược dạ dày á, ăn những cái này tốt lắm, nó có chất kiềm. Đây là những một trong những thực phẩm mang tính kiềm á, thì nó sẽ bổ sung cái tiêu hóa cái dạ dày mình khỏi bị đỡ mất, bị trào ngược axit. Nó còn nhiều công dụng, nhưng mà mình bị đau bao tử á, do nhậu nhiều nghe quý vị, thì đau bao tử thì mình phải ăn cái này. Đau bao tử thì ăn Nha Đam cho nhiều vô, tốt chứ. Ngày nấu ly là được. Rồi mình nấu mình uống cho cái bao tử mình nó đỡ lại. Với ai bị táo bón thì mình ăn những cái này cũng hàng ngày tốt đi. Cái công dụng của nó thì nhiều lắm. Bị vô mạng tìm là nó, mình chỉ biết cái nó tốt cho mình như thế nào thì mình dùng thôi. Mình bao tử yếu mình ăn những cái này để nó trị. Bỏ rơm lại đây con, nó hơi rồi, mình sẽ dán cái thùng lại mình gửi đây quý vị. Rồi Nha Đam nhỏ, Nha Đam lớn gì cũng có. Quý vị nào có ở Nha Đam Mỹ nha, quý vị nào có liên hệ thì liên hệ nè. Mình cắt cho các bạn nữa, mấy bạn cái cây này mình để trong này nhổ lên rồi. Để nói Nha Đam Mỹ thì cái này nó bầu bầu lên đó, đó quý vị thấy không? Thì mình nói mình cứ nghe người ta nói vậy thôi, chứ còn Nha Đam Thái mình chưa phân biệt rõ nè. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Liên hệ mua giống Nha Đam Mỹ của mình thì mình sẽ đọc Zalo 0365 16 1518.
tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt đấy con.